Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chèn chú thích trong Excel và cách tạo thêm một cột trong Excel. Giả sử ở đây tôi có một nội dung, bây giờ tôi muốn chèn chú thích ở một cột bất kỳ trong Excel. Giả sử như ở đây tôi muốn chèn chú thích ở cột đơn giá. Tôi bấm vào, sau đó tôi chuột phải, tôi chọn vào Insert Comment. Bây giờ các bạn sẽ gõ dòng chú thích cho cái cột này. Giả sử như ở đây tôi gõ chú thích là đơn giá tháng 12. Thì khi người ta nhìn vào á, người ta sẽ bấm vào cột này thì nó sẽ hiện ra chú thích là đơn giá tháng 12 cho các bạn. Giả sử như các bạn muốn không sử dụng cái chú thích này nữa, chúng ta chọn vào, ta chuột phải, các bạn chọn Delete Comment, lập tức comment nó bị xóa đi. Tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ẩn một cột trong Excel. Giả sử như ở đây có các dòng tiêu đề mà các bạn không muốn nó hiển thị cho người khác xem thì các bạn sẽ ẩn đi. Giả sử như ở đây cột là cột K, có dòng di trú ở đây, tôi muốn ẩn đi không cho người ta xem, tôi sẽ chọn vào cột K, tôi chuột phải, tôi chọn 2, lập tức nó bị ẩn đi và không, người ta không thể xem được. Muốn cho nó hiển thị lại á thì các bạn, chúng ta sẽ chọn vào giữa hai cột mà cái cột K đó nó ẩn. Giả sử tôi muốn cho cột K nó hiện lên, tôi sẽ chọn một cột G và cột L. Khi các bạn chọn một cột G rồi á, các bạn giữ Shift và các bạn chọn cột L. Sau đó các bạn chuột phải, các bạn chọn là Alt+2 thì lập tức nó sẽ hiển thị ra. Như vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn cho bạn cách chèn một chú thích trong Excel và cách ẩn thêm một cột trong Excel.